Hello, xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình có mấy đơn hàng cho nên là mình làm video mình quay cho anh em xem chơi. Xem hôm nay mình sống sót nhờ mấy đơn hàng này như thế nào. Thì cái kia là bịch mát của R1. Đây. Có một bạn đặt một bịch mát. Còn cái bịch này nó không phải mát, bịch này nó là quay của Autovis đây nè. Nhưng mà mình quấn bịch mũ, quấn bong bóng rồi cho nên nó bị mờ đó nè, không nhìn thấy bên trong. Cái quay này mình có làm video mình review anh em rồi. Thì cái quay này nó tiết kiệm nha anh em, nó chỉ có 900.000 free ship tặng anh em cái bình mà nó lại được 2,2 kg một bịch. Bịch là 2,2 kg. Rất là tiết kiệm nha anh em. Thì tính ra một liều thì nó cũng rẻ lắm, nó độ khoảng để coi 10-15 ngàn đô một liều không ta. Thì nó rẻ anh em, quay này rẻ, nó thích hợp với những anh em sinh viên mình á. Thì anh em sinh viên thì mình chơi những cái loại này thì ok rồi. Anh em cũng đừng có quan tâm quá đến ví dụ như concentrate hay là isolate vậy đó. Thì nói chung quay là nó hấp thu nhanh hết, nhưng mà có một điều thì cái thằng này nó sẽ không được sạch như thằng kia thôi. Ví dụ như calo nó cao hơn xíu, cáp nó nhiều hơn xíu, có đường nó cao hơn xíu, thì nó chỉ có vậy thôi. Anh em sinh viên thì mình xài cái loại này là ổn đó, mình khuyên anh em nên xài loại này vậy thôi. Cái này một đơn riêng, còn cái đơn này của một bạn thì bạn đặt cái chai dầu Bam với lại một hộp bánh protein bar. Hộp này bán lẻ nè, cái này có 7 cây à, 7 cây. Thì hộp này mình chỉ còn có 7 cây, mình bán lẻ cho bạn nó 7 cây luôn. Bán lẻ 7 cây. Với một chai dầu ăn. Đây. Chai này. Chai này là 12 OZ này nè. 12 OZ thì cái chai này hồi bữa mình nhập về thì mình dự tính là mình bán với giá là 300 ngàn một chai, nhưng mà mình thấy giá nó cao quá cho nên là mình bán chỉ còn có 270 một chai thôi nè, 270 ngàn một chai. Đây là cái Nutrition Fact của nó nè nè, quá trời sạch đó, 270 một chai 12 OZ nha nè. Thường bây giờ anh em hay lên trên Google hoặc là lên có những chỗ bán chai 10 OZ không là đã 270 rồi đó nè, 10 OZ. Mà này mình tới 12 giá thì có 270 thôi. Khá là rẻ, một chai này anh em có thể xịt được hơn ngàn lần. Quá tiền. Một cái đơn nữa, có một bạn ở trên Sài Gòn nữa anh em. Cái này là Dark David. Đây. Thì cái rì này bữa giờ mình vẫn đang xài vị cam luôn, rất là ngon nha anh em. Giờ thì mình có hai vị cam với lại vị sò dứa, thì anh em thích loại nào thì cứ liên hệ với mình. Mình vẫn để số Zalo phía bên trên góc màn hình nha. Và cái đường link Facebook mình để bên dưới cái phần mô tả video. Rất là ok nha nè, có cái này tập rất là sướng. Và một cái cuối cùng nữa là cái hộp ASU HD nằm ở trong cái thùng này, nhưng mà mình đóng gói rồi. Tại vì mình cũng tranh thủ mình đóng gói sớm nặng mà mình giao sớm cho để chiều trễ là shipper nó lấy không kịp đó nè. Thì nay chỉ có nhiều đi hàng thì chia sẻ với anh em. Rồi có gì hay là quay video chia sẻ với anh em tiếp nha. Thì cảm ơn anh em đã ủng hộ mình nha, và cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì cũng nhờ mấy đơn hàng này mà hôm nay mình sống nhờ ngày hôm nay sống nhờ mấy đơn hàng này. Nói chung là cái điều đó là điều tất nhiên rồi, thì phải bán hàng thì mới sống được. Thì nói chung lại là mình cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mình xin kết thúc cái clip ở đây, khi nào có gì hay thì mình lại làm video mình chia sẻ tiếp nha. Bye bye anh em.